Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, con trai của Tổng thống đương nhiệm Hunter Biden vừa bị kết tội những tội đại hình vào ngày thứ Ba ngày 11 tháng 6 năm 2024. Vào ngày thứ Ba sau khi thảo luận khoảng 3 giờ đồng hồ trong 2 ngày, Bộ Thẩm đoàn ở Wilmington ở Delaware đã kết tội ông Biden. Hunter phạm tội nói dối. Với tiệm bán súng có giấy phép của liên bang, tội khai gian trên đơn nói rằng ông không sử dụng ma túy và tội sở hữu trái phép khẩu súng 11 ngày. Đó là theo cách nói của báo giới, tuy nhiên còn những sự việc chấn động mà báo giới không đưa tin. Bởi bản án tối đa ông này có thể lãnh nhận đó là 28 năm tù giam. Tuy nhiên, tiền đóng phạt chỉ ở mức chưa đến 1.000 đô la Mỹ, đó là một điều phi logic. Ông Hunter Biden nắm tay đệ nhất phu nhân và vợ của ông ra khỏi tòa đệ nhất phụ nhân Jill Biden tới tòa sau vài phút bộ thẩm đoàn công bố kết luận họ cũng đã không phát biểu trước báo giới và đã lên xe chờ sẵn rồi sau đó rời đi tổng thống đương nhiệm Joe Biden trước sự việc này nói rằng tôi và bà Jill sẽ luôn hỗ trợ và yêu thương Hunter cho Biden cũng như là những người khác trong gia đình của chúng tôi không có gì thay đổi về điều đó tổng thống Joe Biden cho hay như vậy thẩm phán Maryland chưa ấn định ngày tuyên án chỉ cho biết thông thường sẽ diễn ra trong khoảng 120 ngày sau phán quyết, vào khoảng đầu tháng 10 hoặc khoảng một tháng trước bầu cử. Hunter Biden đối mặt với mức án tối đa lên đến 25 năm tù và điều nghịch lý người ta thấy rằng sự công bố là tiền phạt chỉ khoảng 750 đô mà thôi. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng nói rằng ông rất hãnh diện về con trai của mình cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ông nói con trai của ông rất mạnh mẽ và kiên cường trong quá trình hồi phục, trong quá trình cai nghiện. Chiêu và tôi sẽ luôn ở bên Hunter và toàn bộ gia đình chúng tôi với tình yêu và sự quan tâm ủng hộ người con trai của chúng tôi và sẽ không có gì thay đổi được điều đó. Kế bàn vận động tranh cử của cựu tổng thống Roy Trump cũng tuyên bố đây chỉ là bề nổi mọi người đang quan sát và rồi chúng ta sẽ chờ những sự việc ở kế tiếp ở trong tương lai gần mà thôi. Sự thật nó còn nằm ở bên dưới, chưa được đưa ra ánh sáng. Thưa quý vị, báo giới đang phanh phui và nhóm vào thẩm phán Alan Cannon. Và họ nói rằng vào ngày thứ hai, Thẩm phán Alan Canyon đã từ chối thỉnh nguyện mãi bỏ gần 10 trong 41 tội danh cất giữ sai trái tài liệu mật ở Florida. Nhưng tòa ra phán quyết sẽ xóa một đoạn trong cáo trạng thay thế của công tố. Với bước đi của vị thẩm phán này, nhiều người, đặc biệt là những phe chống đối Đảng Cộng Hòa và cụ thể là chống đối cựu Tổng thống Donald Trump cũng là ứng viên Tổng thống của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai, thì họ lên án mạnh mẽ vị nữ thẩm phán này. Bởi nữ thẩm phán đã công bố một cách khẳng khái, Trump không bị buộc tội tiết lộ tài liệu mật cho bất cứ ai sau khi rời nhiệm kỳ tổng thống. Phán quyết cho thấy, thẩm phán đã tin vào loại bằng chứng được công tố sử dụng chứng minh được sự bất cẩn của cựu tổng thống đối với tài liệu mật. Cũng như là hủy vấn đề xét xử vấn đề liên quan đến tài liệu mật vô thời hạn ở tại tòa của bà nữ thẩm phán vẫn nói về cách giải quyết cáo trạng của phía công tố cho rằng rất là khó hiểu và phần lớn ngôn ngữ trong bản cáo trạng thay thế không cần thiết về mặt pháp lý và đó không phù hợp nó chỉ mang tính cách chính trị mà thôi đừng chính trị hóa ở trong vấn đề pháp lý của hiến pháp của hợp chủng của hoa kỳ Kính thưa quý vị, nếu là một nền kinh tế thịnh vượng và mỗi người đều có đời sống kinh tế rủng rỉnh, thì vấn đề tiêu xài hàng ngày hoặc là chi tiêu cũng không phải là quá khó khăn. Đặc biệt là những gia đình của đồng hương gốc Việt chúng ta vốn dĩ. Nhiều đồng hương chúng ta quen với lối sống chăm chỉ làm ăn và chi tiêu có trường mực. Tuy nhiên trong thực tại ở tại Hoa Kỳ vừa qua theo thống kê mới nhất một điều mà khiến cho nhiều người đang sử dụng những thẻ tín dụng cảm thấy giật mình tới số lượng được công bố. Bởi số lượng thẻ tín dụng nợ quá hạn đã tăng vọt, cứ trung bình 5 người thì có một đã dùng quá hạn mức. Tình trạng quá hạn trả nợ thẻ tín dụng đang gia tăng vì nghiên cứu từ Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy gần 1 phần 5 số người đi vay đã hết hạn mức, theo báo cáo mới do Trung tâm Dữ kiện Kinh tế Vimo của Ngân hàng ban hành. Nợ hộ gia đình đã tăng 1,1% tương đương 184 tỷ đô trong quý đầu tiên của năm, nâng tổng số nợ lên là 17,69 nghìn tỷ đô. Joel Scully, giám đốc kinh tế khu vực trong bộ phận nghiên cứu chính sách công và hộ gia đình tại ngân hàng, cho biết trong một tuyên bố, trong quý đầu tiên của năm 2024, tỷ lệ chuyển đổi khoản vay bằng thẻ tín dụng vào ô tô sang tình trạng quá hạn nghiêm trọng đã tiếp tục gia tăng ở mọi nhóm tuổi. Scully cho biết thêm, Ngày càng có nhiều người đi vay không thanh toán được thẻ tín dụng và điều này cho thấy một số hộ gia đình đang phải gặp khó khăn về vấn đề tài chính ngày càng trầm trọng hơn nữa. Tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng tổng hợp trên toàn quốc được ghi nhận là 23% trong quý đầu tiên, phù hợp với các quý trước nhưng xem xét một cách kỹ hơn, những số liệu đó cho thấy sự khác biệt một cách rõ rệt về tỷ lệ sử dụng Báo cáo giải thích rằng gần một nửa số người đi vay đã sử dụng ít hơn 20% số tín dụng hiện có của họ trong quý đầu tiên, so với 18% số người đi vay đã sử dụng ít nhất là 90% số tín dụng hiện có của họ. Nhóm thứ hai được mệnh danh là những người đi vay tối đa. Trước đại dịch thì báo cáo cho thấy chưa đến 1 phần tư số dư liên quan đến những người đi vay đó đã quá hạn mỗi năm. Để so sánh và năm ngoái chứng kiến khoảng 1 phần 3 số dư quá hạn. Những người đi vay trẻ tuổi hơn cũng được phát hiện có nhiều khả năng được chi tối đa hơn cùng với những người sử dụng thẻ sống ở khu vực thu nhập thấp. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn tổng hợp đã tăng trong quý đầu tiên với 3,2% nợ quá hạn ở một số giai đoạn quá hạn vào cuối tháng 3. Tỷ lệ chuyển đổi nợ quá hạn tăng đối với tất cả các loại nợ và hàng năm khoảng 8,9% số dư thẻ tín dụng và 7,9% khoản vay mô tô chuyển sang tình trạng không trả được nợ một bản phát hành nêu chi tiết báo cáo cho biết tỷ lệ chuyển đổi quá hạn đối với các khoản thế chấp đã tăng 0,3 điểm phần trăm trong vẫn ở mức thấp so với tiêu chuẩn lịch sử kính thưa quý vị chúng ta thấy nền kinh tế khó khăn và cộng thêm nhiều những chi phí dù là nhỏ nhất cũng làm ảnh hưởng tác động đến đời sống của từng gia đình chi phí rác thải và thánh chế ở San Jose lại tiếp tục tăng khiến cho các gia đình có thu nhập thấp lại khó cân bằng chi tiêu hơn nữa Thành phố đang đề nghị tăng giá 4% hoặc là 2 đồng 05 một tháng cho dịch vụ dành cho một gia đình. Điều này sẽ đưa hóa đơn hàng tháng lên là 53,45 đô hoặc là 641,40 đô hàng năm cho thùng rác 32 galon. Mức tăng dịch vụ dành cho nhiều gia đình sẽ là 2% hoặc 45 cent mỗi tháng. Dịch vụ dành cho nhiều gia đình có giá trung bình khoảng là 25 đô mỗi tháng thay đổi chi phí áp dụng cho cả dịch vụ rác thải và tái chế và đồng thời bao gồm việc thu gom và xử lý rác thải tái chế, cắt tỉa sân vườn và thu gom rác thải. Người phát ngôn của cơ quan dịch vụ môi trường San Jose, Lot nói rằng cần phải tăng giá do chi phí tăng khoảng 4,47% để trang trải chi phí điều chỉnh sinh hoạt và phí quản trị trả cho những người thu gom rác thải. Và nói rằng các nhà thầu tái chế cũng được bồi thường cho rác tìm thấy trong xe tái chế và đây là một phần của cuộc đàm phán hợp đồng nhằm giải quyết các khiếu nại rằng rác trong xe tái chế ảnh hưởng đến chi phí hoạt động. Chi phí đổ rác trong một gia đình đã tăng vào tháng 7 năm 2023 ở mức 4% và tỷ lệ dành cho nhiều gia đình ở mức 2%. Lop cho biết thành phố xem xét chi phí và doanh thu hàng năm và xác định xem có cần thay đổi tỷ giá hay không. Marisa, giám đốc điều hành của Amigos The Guadalupe cho biết việc tăng giá được đề xuất có ảnh hưởng đáng kể đến những cư dân có nguồn lực hạn chế vốn đang phải đối mặt với những thách thức về tài chính. và kêu gọi thành phố cung cấp các chương trình hỗ trợ hoặc miễn trừ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và nói thêm rằng mặc dù mức tăng 4% đối với các nhà ở dành cho một gia đình và mức tăng 2% đối với nhà ở dành cho nhiều gia đình có vẻ khiêm tốn nhưng đối với người lao động nghèo ngay cả mức tăng nhỏ cũng có thể có tác động rất lớn. Đối với những gia đình đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn, bất kỳ gánh nặng tài chính nào bổ sung nào cũng có thể khiến cho nguồn lực hạn chế của họ thêm căng thẳng mà thôi. Cộng đồng của chúng ta có thể cần phải đưa ra những lựa chọn khó khăn giữa việc trả tiền cho các dịch vụ thiết yếu như thu gom rác và đáp ứng các nhu cầu cơ bản khác như thực phẩm tiền thuê nhà hoặc chăm sóc sức khỏe. Nghị viên biên đoàn cho biết ông không tin vào việc tăng thêm thuế và phí, ông muốn thành phố tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn. Những biện pháp thay thế thỏa đáng cho việc tăng chi phí hoặc có nguồn tài trợ không ảnh hưởng đến người dân. Chúng tôi sống trong một khu vực rất đắt đỏ và mỗi đô la đều có giá trị đối với người dân của chúng tôi. Nghị viên nói tiếp: Nếu giá tiếp tục tăng cao hơn mọi thứ khác, thì quý vị mong đợi người dân của chúng ta sẽ sống được như thế nào? Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm ra giải pháp nào đó để phục vụ môi trường tốt hơn và không tăng giá cho những người nộp thuế. Bản lót cho biết San Jose không cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người dân có thu nhập thấp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn. Và cụ thể đây là hóa đơn rác theo luật tiểu bang Cali dự luật 218 cấm sử dụng ngân quỹ tiện ích để trang trải chi phí cho các chương trình hỗ trợ chi phí cho người thu nhập thấp. Phát ngôn nhân nói rằng vì vậy thành phố không thể trợ cấp cho một số khách hàng của mình bằng cách tính phí quá cao cho những khách hàng khác. Trước đây, San Jose có chương trình hỗ trợ chi phí cho người thu nhập thấp phục vụ một tỷ lệ rất nhỏ người đóng thuế. Tuy nhiên, do không xác định được nguồn tài trợ hợp pháp nên chương trình này đã bị loại bỏ vào tháng 7 năm 2015. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng